chợ ô tô cũ Bixi, thành phố Hải Dương. Xin kính chào toàn thể quý anh chị em khách hàng. Thì hôm nay em Hòa, vợ anh Dũng Audi sẽ xin quay clip chi tiết về một chiếc Chevrolet Cruze vừa về tại Dũng Audi, chợ ô tô cũ Bixi, thành phố Hải Dương. Trên đây là chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2011, số sàn. Chiếc xe đang được chào bán với giá là 310 triệu, bao rút hồ sơ. Quý anh chị vui lòng trực tiếp về bãi xe chợ ô tô Bixi, thành phố Hải Dương để xem xe, thử xe, test xe cũng như là được tham quan, trao đổi mua bán tất cả các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng tại Dũng Audi, chợ ô tô cũ Bixi, thành phố Hải Dương. Đây là tổng thành form dáng chiếc xe ạ. Chiếc xe có màu đen rất là đẹp, sơn vỏ bóng. Chiếc xe cột kèo keo chỉ nguyên zin, không lỗi, không đâm va, không ngập nước. Chevrolet Cruze sản xuất 2011, số sàn. Chiếc xe đang được chào bán với giá là 310 triệu, bao rút hồ sơ. Đối với các xe sản xuất từ đời 2010 trở lên, Dũng Audi chợ ô tô cũ Bixi Hải Dương đang có chương trình trả góp lãi suất thấp lên đến và được hỗ trợ lãi suất, được hỗ trợ tài chính lên đến 60-70% giá trị xe. Áp dụng cho tất cả các quý khách hàng có hộ khẩu từ Hà Tĩnh, Nghệ An đổ ra vào khu vực toàn miền Bắc. Thủ tục nhanh gọn. Bên em Hòa sẽ là người trực tiếp hỗ trợ quý anh chị, hỗ trợ quý khách hàng về cái vấn đề thủ tục pháp lý như là giấy tờ về ngân hàng, cũng như là mọi vấn giấy tờ sang tên đổi chủ hay là đổi biển. Tất tần tật mọi vấn đề về pháp lý thì em Hòa sẽ là người hỗ trợ cho quý anh chị. Chevrolet Chevrolet Cruze sản xuất 2011, số sàn. Động cơ 1.6, mức tiêu hao nhiên liệu nó rơi vào tầm 6 đến 7 lít trên 100 km đường trường. Em Hòa xin đi vào chi tiết nội thất cho quý anh chị được tham khảo. Đây là phần nội thất xe. Nói chung là phần nội thất của chiếc xe khá là tươi. Táp ly táp lô được bọc vân gỗ rất là đẹp. Ghế da nguyên bản, trần nỉ, bốn gánh táp ly rất là chắc chắn, rất là đẹp ạ. Chevrolet Cruze sản xuất 2011, số sàn. Động cơ 1.6. Hiện tại là xe chạy 12 vạn ạ. 95 sử dụng 12 vạn là đúng rồi. Một năm tầm sử dụng 1 vạn, từ 1 vạn đến được vần rưỡi là mức sử dụng của một gia đình. Nó vơi cho cái đấy. Nội thất xe nói chung là khá là tươi. Xe đã được trang bị cam hành trình, camera lùi, đã được trang bị đầy đủ hệ thống màn hình rồi. Chevrolet Cruze sản xuất 2011, số sàn màu đen, đang được chào bán tại Dũng Audi, chợ ô tô cũ Bixi, thành phố Hải Dương. Địa chỉ ở số 1 đường An Định, thành phố Hải Dương, nằm kế bên cạnh siêu thị Bixi, thành phố Hải Dương. Giá chào bán hiện tại là 310 triệu, bao rút hồ sơ. Quý anh chị vui lòng alo trực tiếp cho em Hòa theo số điện thoại 0904 895 896 hoặc alo trực tiếp cho anh Dũng Audi theo số hotline là 0855 966 966 để được hỗ trợ tư vấn về mặt pháp lý, giấy tờ, thủ tục cũng như là sẽ được hỗ trợ về phần giá, cố gắng chốt cho anh chị cái giá ưu đãi nhất. Em Hòa xin kết thúc clip về con Chevrolet Cruze tại đây. Xin kính chào quý anh chị, xin kính chúc quý anh chị sức khỏe.